Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta lại cùng được gặp nhau trong livestream tương tác cùng chuyên gia của DK Eyebrows and Beauty ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta sẽ lại cùng được trò chuyện với chuyên gia rất là quen thuộc, đó là chuyên gia Hoàng Quyên ạ. Xin chào chị Hoàng Quyên. Vâng, trong livestream ngày hôm nay thì chúng ta lại sẽ lại cùng được giải đáp những cái câu hỏi mà khán giả hay thường gửi về cho DK Eyebrows and Beauty. Thì rất mong là chị Hoàng Quyên sẽ giải đáp kỹ để cho khán giả được hiểu thêm về dịch vụ ở tại DK ạ. Câu hỏi đầu tiên của một chị khán giả gửi tới từ Quảng Bình đó là môi của chị thì không được gọn lắm, thì không biết là mình có thể tạo môi hình trái tim được không? Nếu những cái trường hợp mà môi không có tim ý, thì chị cũng hay làm cho những khách, thì chị cũng có tạo tim cho khách hàng, tạo được nha em nhé. Nhưng mà có nghĩa là mình tạo làm sao để phù hợp với cái khuôn môi của khách hàng, chứ mình cũng không tạo quá sâu khi mà khuôn môi của khách rất là thâm. Nếu những cái khuôn môi của khách mà thâm ý, thì mình chỉ có tạo một xíu thôi, chứ mình không cố mà tạo nhiều. Nếu mà mình tạo hình quá lệch thì môi nó sẽ không được đẹp. Nếu mà tạo nhiều quá khi mà cái phần thường những cái khách hàng mà môi thâm ý, mà khi mà mình tạo nhiều quá thì là khi mình đẩy cái tim sâu xuống thì nó sẽ hở cái phần thừa thâm của khách hàng ra. Nên là mình chỉ tạo làm sao để cho nó phù hợp với cái khuôn môi của từng khách hàng. Dạ vâng, thì chuyên gia của DK cũng có thể tạo hình môi trái tim cho mọi người được. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào khuôn môi của mình như thế nào nữa. Thì chị có thể gửi hình ảnh hoặc đến trực tiếp DK Eyebrows and Beauty để được chuyên gia tư vấn nhé. Còn về câu hỏi thứ hai thì là khách hàng cũng thắc mắc là không biết là sau một thời gian làm môi thì mình có thể đổi được màu mới không, chơi được màu khác không ạ? Được, nếu như là trong khoảng thời gian, nếu như khách hàng, ví dụ thường khách hàng sẽ chơi khoảng một năm gì đấy, thì khi mà khách hàng muốn chuyển sang đang làm hồng cam, mình có thể chuyển sang đỏ cam hoặc là các loại màu khác để tùy vào cái tình trạng môi của khách lúc ấy đậm hay nhạt, thì mình có thể chuyển tông cho khách hàng. Dạ vâng ạ, cảm ơn chuyên gia. Và cũng có một vài khách hàng thì có thắc mắc là nếu mà đang trong thời gian mang bầu thì lại rất là muốn lắc phun môi, thì không biết là cái điều này có được không ạ? Mình thì là nếu như khách hàng đang trong thời gian mang bầu thì thôi không lên nào, mình cứ kiêng để tránh làm sao khi mình sinh xong con được khoảng mấy tháng thì mình qua làm cũng được. Nhưng nhiều cái trường hợp của khách hàng có bầu nhưng người ta vẫn tha thiết muốn làm, bởi vì chị cũng đã làm nhiều cho khách hàng, có 2 đến 3 trường hợp khách hàng có bầu. Nhưng bởi vì chính mẹ bạn ấy làm bác sĩ, thì mẹ bạn ấy lúc ấy bạn có bầu được 3 tháng, nên bạn là không sao cả, cứ làm đi, thì cũng không làm sao cả. Nhưng mà đối với về bên chuyên gia thì mình cũng lên khuyên là mọi người cứ cố gắng là kiêng làm sao khi mà sinh con xong mình làm cũng được, nó cũng không vấn đề gì đâu. Nhưng mà biết đâu khi mà có một số khách hàng cơ địa nó khác nhau, đấy nên là mình cứ kiêng thì cho nó an toàn. Dạ vâng, để an toàn nhất thì mọi người có thể đợi đến khi sau khi sinh khoảng tầm 2 tháng là được đúng không ạ? 2 đến 3 tháng. Dạ vâng, 2 đến 3 tháng. Khách hàng đến đây rất là nhiều, có khách hàng thì đang trong thời gian thai sinh con ấy, ở nhà thì người ta được nghỉ dưỡng thì là thường là đến làm luôn sau khoảng độ 2 tháng để ở nhà để là ổn định, khi mình đi làm là mình sẽ xinh đẹp luôn. Dạ vâng, thì theo nghiên cứu thì cũng chưa có trường hợp nào là gọi là có nghiên cứu chính xác là mọi người không thể nào mà làm môi trong quá trình mang bầu được. Tuy nhiên thì để cho an toàn nhất thì mọi người nên kiêng. Và thứ hai là nếu mà mọi người tha thiết muốn làm thì có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ. Dạ vâng, trước khi làm để được an toàn nhất cho mẹ và bé. Dạ vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Hoàng Quyên ngày hôm nay. Và không biết là chị có cái lời nào muốn nhắn nhủ đến các khách hàng mà đang muốn làm môi tại DK để cho mọi người có thể yên tâm đến DK được không ạ? Bởi vì thời tiết bây giờ cũng đang chuyển sang xe lạnh rồi, các bạn khách hàng hay các chị, các mẹ, các bà nếu mà muốn làm môi ấy, thì nên làm vào cái thời gian này là rất là hợp lý. Bởi vì khi mà mùa đông rồi thường môi nó rất là thâm, thì mình có thể làm để tránh cái sự thâm xỉn như thế. Và khi đến Tết đến nơi thì sự ổn định môi cũng rất là hợp lý. Thời điểm này làm là chúng ta có thể có đôi môi đẹp để đi chơi Tết đúng không ạ? Vâng, và trong thời tiết hanh khô này thì nếu mọi người muốn làm môi thì mọi người nên dưỡng trước ở nhà. Ý định làm môi ấy, thì để đến đi cây thì mọi người cứ dưỡng trước ở nhà 1-2 hôm để cho khi môi của mình nó đỡ bị khô. Bởi vì cái thời tiết này là hay bị hanh khô, khi mà khô thì làm thì sẽ khách hàng sẽ đau hơn một chút, nên là mình dưỡng lên để vừa chuyên gia làm nó dễ hơn và rút ngắn khoảng cách thời gian cho khách hàng đỡ bị đau. Thường hay bị đau ở cái phần nứt nẻ môi đấy, thì cũng có tê hết rồi, nhưng mà để cho cái an toàn và không bị đau và nhanh hơn cho khách hàng thì mình nên dưỡng môi trước khi đến làm.
Dạ vâng, và đó là tất cả những chia sẻ của chuyên gia ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.